Xin chào tất cả các em. Vậy là chúng ta đã được tìm hiểu về hai đường thẳng song song và hai đường thẳng vuông góc. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về mối quan hệ giữa vuông góc và song song. Và đây chính là nội dung chính xuyên suốt cả chương 1 của chúng ta đang học ở đây. Và bài học của ngày hôm nay có tên gọi là từ vuông góc đến song song. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. Để hiểu về quan hệ này là gì thì chúng ta cùng nhau thực hiện ở hỏi 1. Xem hình 27 cho biết đường thẳng A vuông góc với đường thẳng C và đường thẳng B vuông góc với đường thẳng C. Câu A, dự đoán xem A và B có song song hay không. Câu B, sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song mà chúng ta học ở bài 4. Hãy suy ra A song song với B. Đấy, vậy bây giờ chúng ta quan sát này. Quan sát hình 27, chúng ta có đường thẳng C vuông góc với đường thẳng A và đường thẳng C cũng vuông góc với đường thẳng B. Thì ở hỏi 1, chúng ta sẽ dự đoán câu A là gì? Chắc chắn là A sẽ song song với B, chúng ta sẽ dự đoán như thế đúng không? Bởi vì sau khi đọc câu B lên, người ta yêu cầu chúng ta suy ra là A song song với B. Thì chắc chắn ở câu 1 chúng ta dự đoán là A song song với B, đúng không? Chỉ cần đọc đề là đã biết dự đoán rồi. Vậy thì bây giờ câu B chúng ta sẽ đi suy ra chắc chắn là A song song với B và điều này chắc chắn đúng, đúng không? Ở bài 4 chúng ta đã học về hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Chúng ta biết là nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng và tạo ra cặp góc so le trong hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau, đúng không? Ta có đường thẳng C vuông góc với đường thẳng B và đường thẳng C vuông góc với đường thẳng A. Thì vuông góc thì yếu tố quan trọng nhất của chúng ta đầu tiên sẽ phải là cắt nhau, đúng không? Vậy thì đường thẳng C sẽ cắt đường thẳng B và đường thẳng C cũng sẽ cắt đường thẳng A, đúng không? Vậy thì khi đó C cắt hai đường thẳng A và B tạo thành các góc ở đây. Và đặc biệt là C vuông góc với A thì góc được tạo thành ở đây sẽ là góc vuông và có số đo bằng 90 độ, đúng không? Tương tự thì C cũng vuông góc với B và góc được tạo thành ở đây cũng sẽ bằng 90 độ. Và chúng ta quan sát thấy hai góc này thì ở vị trí so le trong, đúng không? Hoặc thì góc này cũng sẽ bằng 90 độ, đúng không? Hai góc này là ở vị trí đồng vị, đúng không? Vậy thì ta có các góc ở vị trí so le trong bằng nhau, các góc ở vị trí đồng vị bằng nhau. Thì chúng ta sẽ suy ra A song song với B luôn, đúng không? Bởi vì có cặp góc ở vị trí so le trong bằng nhau. Chúng ta chỉ cần giải thích điều này, hoặc là chúng ta giải thích là cặp góc đồng vị bằng nhau. Bởi vì chúng đều bằng 90 độ, tạo thành góc vuông mà, đúng không? Đấy, vậy dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song mà chúng ta học ở bài 4 thì chúng ta chắc chắn là suy ra hai đường thẳng A và B này song song với nhau. Từ đó ta có tính chất thừa nhận sau: hai đường thẳng phân biệt. Đến đây chúng ta nhớ lại phân biệt là gì? Chúng ta được học ở bài hai đường thẳng song song rồi. Hai đường thẳng phân biệt thì cắt nhau hoặc song song, đúng không? Đấy. Vậy hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Biểu hiện rõ ở hình vẽ này. Hai đường thẳng AB là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng C. Thì khi đó hai đường thẳng AB của chúng ta song song với nhau. Và nhớ kỹ tính chất này của cô nhá. Đấy. Tiếp theo chúng ta cũng có một tính chất như sau, là nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. Tại sao chúng ta có tính chất này? Đây, chúng ta quan sát. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì chúng ta sẽ đi giả sử A song song với B, đúng không? Giả sử A song song với B và ta có C vuông góc với A. Đây, C vuông góc với A. Chúng ta chưa có vấn đề là B vuông góc với A đâu nhá. B vuông góc với C đâu nhá. Chúng ta giả sử A song song với B và C vuông góc với A. Thì khi đó đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B song song, cho nên nó sẽ tạo ra các góc so le trong bằng nhau.
và các góc đồng vị bằng nhau đúng không? Tạo ra cặp góc, cô xin lỗi nha, cặp góc chứ không phải là tất cả các góc nó bằng nhau. Cặp góc so lê trong bằng nhau và cặp góc đồng vị bằng nhau. Mà đường thẳng C vuông góc với đường thẳng A, cho nên góc tạo bởi đường thẳng C và đường thẳng A là bằng 90 độ. Cho nên góc so lê trong ở bên dưới này là góc tạo bởi đường thẳng C và đường thẳng B, nó cũng sẽ bằng 90 độ. Do đó đường thẳng C và đường thẳng B của chúng ta vuông góc với nhau đúng không? Bởi vì định nghĩa của hai đường thẳng vuông góc là gì? Là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc là 90 độ. Mình đảm bảo chưa? Đảm bảo được yếu tố đấy rồi. Cho nên hai đường thẳng C và B vuông góc với nhau. Vậy tính chất của chúng ta là đúng. Vậy cô sẽ đọc lại hai tính chất này này. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Và tính chất thứ hai là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. Và việc chứng minh hai tính chất này thì hoàn toàn đơn giản. Vận dụng mối quan hệ giữa vuông góc, định nghĩa của hai đường thẳng vuông góc và tính chất của hai đường thẳng song song là sẽ ra ngay, đúng không? Đấy. Vậy ta biết được mối quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng. Ok. Ta đến với mục 2 nhỏ, ba đường thẳng song song. Hỏi 2. Xem hình 28A và cho biết. Trong hình 28A người ta cho biết là đường thẳng D' song song với đường thẳng D và đường thẳng D2' song song với đường thẳng D. Câu A, dự đoán xem D' và D2' có song song với nhau không? Đây, hình 28A của mình ở đây. Đường thẳng D', D2' ở đây cùng song song với đường thẳng D. Đây, đầu tiên là ta có D này. D' cũng sẽ song song với D này. Và D2' cũng song song với đường thẳng D này. Thì người ta bảo dự đoán xem D' và D2' có song song với nhau không? Thì chúng ta mạnh dạn dự đoán cho cô là D' song song với D2', đúng không? Bởi vì việc dự đoán thì chúng ta có quyền dự đoán những gì mà chúng ta nghĩ, đúng không? Chưa cần biết đúng sai, mà chỉ biết là gần đúng hay gần sai thôi, đúng không? Và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện câu B này. Vẽ đường thẳng A vuông góc với đường thẳng D như hình 28B. Hình 28B đây. Rồi trả lời các câu hỏi sau. A có vuông góc với D' hay không? Vì sao? A ở đây, D' ở đây. Và cô khẳng định là đường thẳng A của mình có vuông góc với đường thẳng D'. Vì sao? Bởi vì ta có đường thẳng D' song song với đường thẳng D, đúng không? Đề bài cho biết mà. Và ở đây người ta cho A vuông góc với đường thẳng D. Đấy, D' song song với D và A vuông góc với D. Thì khi đó ta suy ra là A sẽ vuông góc với D'. Nhớ lại tính chất ở mục 1 chúng ta vừa học là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng sẽ vuông góc với đường thẳng kia. Đấy, vậy đường thẳng A này vuông góc với đường thẳng D, mà đường thẳng D này là một trong hai đường thẳng song song ở đây thì A cũng sẽ vuông góc với D', đúng không? Đấy, vậy câu A này đúng, có chấm 1 đúng. Tiếp theo là A có vuông góc với D2' không? Vì sao? Tương tự như đây thì chúng ta cũng sẽ suy ra là A vuông góc với D2', đúng không? Bởi vì là D2' cũng song song với D, đề bài cho mà, đúng không? Và A của mình vuông góc với D thì từ đây chúng ta suy ra là A vuông góc với D2', đảm bảo đúng với tính chất thừa nhận mà chúng ta có là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại. Đấy. Tiếp theo là câu 3 là D có song song với D2' hay không? Đây chính là dự đoán ở câu A của mình, đúng không? Và mình có giải thích được không? Có, đúng không? Mình vừa suy ra được hai điều này. Đấy, A vuông góc với D' và A vuông góc với D2'. Thì từ hai điều này ta suy ra D' song song với D2', đúng không? Nhớ lại tính chất đầu tiên mà chúng ta học lúc nãy, đó là hai đường thẳng phân biệt. D', D2' là hai đường thẳng phân biệt này. Cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Đấy, áp dụng đúng tính chất mà chúng ta vừa học ở bài 1.
và chúng ta vừa chứng minh ở đây thêm, thì chúng ta đã kết luận ngay là D' và D2' song song với nhau. Vậy dự đoán ở câu A của chúng ta là đúng chính xác, đúng không? Đấy, và từ đó ta có được tính tất sau. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Đây, cho hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng phân biệt này sẽ song song với nhau. Chúng ta sẽ nhớ tính chất này giúp cô. Và chúng ta có chú ý sau là khi ba đường thẳng D, D' và D2' song song với nhau, từng đôi một là gì? Là ta có D này song song với D' này, D song song với D2' này và D' lại song song với D2'. Có nghĩa là cho ba đường thẳng đấy và cứ bốc ra hai cái, đúng không? Ta lấy ra hai cái thì hai cái đấy nó sẽ song song với nhau, thì gọi là song song với nhau từng đôi một. Thì ta nói ba đường thẳng ấy song song với nhau và ký hiệu là D song song với D' và song song với D2', đúng không? Ok chưa? Vậy thì qua phần này chúng ta phải nắm được ba cái tính chất quan trọng sau đây về mối quan hệ giữa vuông góc và song song. Tính chất đầu tiên là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Tính chất thứ hai là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia, đúng không? Và tính chất cuối cùng của chúng ta đó là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Đấy, đây là toàn bộ phần lý thuyết của bài 6 từ vuông góc đến song song. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến với phần bài tập. Bài 40. Căn cứ vào hình 29, hãy điền vào chỗ trống. Hình 29 của chúng ta như sau. Đây, đường thẳng A, đường thẳng B và đường thẳng C. Đầu tiên chúng ta có là nếu A vuông góc với C và B vuông góc với C thì chấm chấm chấm. Và câu 2 là chúng ta nếu có A song song với B và C vuông góc với A thì chấm chấm chấm. Vậy thì chúng ta cần điền gì vào vị trí chấm chấm này? Chúng ta quan sát tiếp nhé. A, đường thẳng A vuông góc với đường thẳng C và đường thẳng B vuông góc với đường thẳng C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì A và B là hai đường thẳng phân biệt, đúng không? Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng này song song với nhau, đúng không? Vậy thì A và B sẽ phải là song song với nhau. Đấy, chúng ta chỉ cần vận dụng quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song là chúng ta đã làm được bài này ngay, đúng không? Đấy, tiếp theo, nếu A song song với B và C vuông góc với A thì như thế nào? Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng sẽ vuông góc với đường thẳng kia, đúng không? Đây cũng chính là quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song. Đây, đường thẳng C vuông góc với đường thẳng A, đường thẳng A lại song song với đường thẳng B. Khi đó ta sẽ suy ra ngay là đường thẳng C cũng sẽ vuông góc với đường thẳng B, đúng không? Đấy, vậy chúng ta cần điền vào vị trí này là đường thẳng C vuông góc với đường thẳng B. Chúng ta nhớ kỹ ký hiệu song song và vuông góc được học ở các bài trước rồi, đúng không? Vậy thì bài 40 chúng ta thực hiện hoàn toàn đơn giản. Tiếp đến chúng ta sẽ chuyển sang bài 41. Căn cứ vào hình 30 để điền vào chỗ trống, ta có nếu A song song với B và A song song với C thì chấm chấm chấm. Bài 41 sách giáo khoa trang 97. Đây, hình 30 của chúng ta như sau. Chúng ta có ba đường thẳng này và nếu đường thẳng A song song với đường thẳng B, nếu đường thẳng A song song với đường B và đường thẳng A cũng song song với đường thẳng C thì sao? Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Đấy, vậy hai đường thẳng B và C ở đây là hai đường thẳng phân biệt và nó cùng song song với đường thẳng A ở trên này. Thì khi đó hai đường thẳng B và C này sẽ
song song với nhau, đúng không? Chúng ở đây chính là B và C. Vậy chúng ta cần điền ở đây chính là B song song với C. Đấy, đây là tính chất của ba đường thẳng song song. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài 40 và bài 41 của phần bài tập bài 6 từ vuông góc đến song song. Và phần bài tập này có khá là ít bài tập, đúng không nào? Và bài tập thì cũng đa phần là bài tập lý thuyết mà chúng ta đã được học ở phần lý thuyết rồi, đúng không? Không có gì khó khăn cả. Cô hy vọng là bài 40 và bài 41 thì chúng ta sẽ tự làm được mà không cần phải xem hướng dẫn của cô, đúng không? Chúng ta chỉ cần xem hướng dẫn phần lý thuyết để hiểu rõ về phần lý thuyết là được thôi, đúng không? Đấy, vậy còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng sau. Xin chào.